Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cam kết cộng đồng chung vận mệnh của lãnh đạo Ba Đình dân Biển Đông cho giặc Trung Quốc hay sao? Trước chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình tới Hà Nội trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12, mạng xã hội cho rằng cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp đặt song xuôi với giới chức lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm tiền trạm vào tuần trước. Cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được đưa vào tuyên bố chung trong chuyến thăm của tập và trở thành dấu ấn lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Hình ảnh ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp sang thăm Việt Nam báo hiệu nhiều thay đổi tại đất nước này. Về khái niệm vận mệnh chung, theo từ điển Hán Nôm của Nguyễn Quốc Hùng định nghĩa rằng sự sắp đặt sẵn trong cuộc sống mỗi người cứ theo sự xoay vần mà tới không cưỡng lại được. Tương tự có thể suy ra rằng cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng cứ theo sự xoay vần mà tới không cưỡng lại được. Nghĩa là sống thì cùng sống mà chết thì cũng ôm nhau mà chết. Đồng nghĩa với việc kể từ đây mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ biến tướng thành mối quan hệ phiên thuộc giữa hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc trong thế kỷ thứ 21. Ít người Việt Nam biết rằng trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hồi cuối năm 2022. Khái niệm cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được Trung Nam Hải đưa ra và ép ông Tổng Bí Thư Trọng phải ký. Nhưng khi đó ông Trọng run tay không dám ký. Giới thảo tin cho rằng Bắc Kinh không biết Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vốn dĩ là chính khách triệt để thực hiện khẩu hiệu ăn thì tìm đến, đánh nhau thì trọng té. Đó là lý do Chủ tịch Tập Văn Bình kiên quyết vào tận hang để mà bắt cọp và cũng là lý do tại sao họ tập lại đến Hà Nội vào lần này. Tại sao tại Hà Nội, Bắc Kinh sẽ ép ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đặt bút ký kết cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Lý do rất đơn giản. Với ban lãnh đạo Việt Nam, Trung Nam Hải luôn coi là lũ con hoang đàn, không đáng được tôn trọng. Tờ Hoàn Cầu Thời báo từng viết về cuộc họp giữa Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì viết các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 6 năm 2014 về việc giải quyết cuộc khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981 như sau. Nói chuyện với Việt Nam, Trung Quốc thúc giục đứa con hoang đàng, hãy trở về nhà. Giới phân tích khi đó đã đưa ra nhận xét cho rằng dựa trên sự diễn dịch đó có vẻ như họ Dương đến Hà Nội không phải để đối thoại thực sự mà chỉ để giảng bài cho lãnh đạo của Việt Nam. Sự diễn tả của truyền thông Trung Quốc dù giao vẻ tích cực thực ra đã được sắp xếp để chuẩn bị đầy đủ cho Bắc Kinh trong trường hợp những mối căng thẳng tiếp tục được nung nấu. Nhắc lại sự nhục nhã vừa kể trên của ban lãnh đạo Hà Nội để cho thấy lý do quan trọng để đến Hà Nội lần này là tập sẽ quyết tâm nâng mối quan hệ Trung Quốc của Việt Nam vốn đã kịch trần nhưng vẫn phải cao hơn những mối quan hệ khác của Việt Nam với Mỹ và Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga, bởi Trung Nam Hải dứt khoát không chịu ở vị thế ngang hàng với các quốc gia vừa kể trên. Trung Quốc kiểu gì cũng phải cao hơn thiên hạ một bậc. Trong khi đó, theo truyền thông quốc tế, với các quốc gia ở châu Âu, Trung Quốc chỉ dám kêu gọi họ tham gia cái gọi là cộng đồng chung lợi ích, chứ không sử dụng từ vận mệnh. Người dân Hà Nội biểu tình phản đối ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam vào năm 2017. Theo giới phân tích, Trung Quốc hay sử dụng các khái niệm Hán, Văn với chủ ý khi dịch sang tiếng các nước khác sẽ có cách hiểu khác nhau. Khái niệm chung vận mệnh tiếng Trung Quốc chỉ hàm ý là hướng đi chung khác hẳn với khái niệm vận mệnh chung trong tiếng việt có nghĩa là sống chết cùng nhau đó là lý do vì sao chủ đề này đã gây phản ứng mạnh trong cộng đồng người việt trên toàn thế giới được biết hiện nay khu vực đông nam á có năm quốc gia có vận mệnh chung với trung quốc đó là myanmar lào campuchia thái lan và indonesia một bài học tài liếp từ myanmar cho thấy sau khi ký kết cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc vào năm 2020, tình hình chính trị của Myanmar rơi vào bất ổn và nội chiến quay trở lại. Chiến sự lan rộng và có nguy cơ làm chính quyền quân sự của Myanmar sụp đổ. Người Việt có câu đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm. Xin nhắc lại để thấy ban lãnh đạo của Ba Đình đang đứng trước nguy cơ sắp tự trói tay đưa cổ vào trọng. Trong lúc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông bị Bắc Kinh uy hiếp hàng ngày, thử hỏi cùng Trung vận mệnh, cùng sống chết với lũ giặc Đại Hán thì khác gì non sông gấm vóc của cha ông để lại, nay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đem giao nộp cho Trung Quốc hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Cam kết cộng đồng trung vận mệnh lãnh đạo Ba Đình trói tay dâng Biển Đông cho giặc. Hệ lụy của việc bơm nóng triệu tỷ vào nền kinh tế thời điểm cuối năm vào ngày 9 tháng 12, blogger Lê Quốc Quân trên đài tiếng nói Hoa Kỳ có bài bình luận Bơm triệu tỷ vào nền kinh tế, lý do và hệ lụy. Tác giả cho biết gần 1 triệu tỷ đang được ép phải bơm vào nền kinh tế của Việt Nam vào tháng này và thực chất chỉ còn khoảng 20 ngày. Chính phủ đã rất quyết liệt ép phải bơm càng nhiều tiền càng tốt vào nền kinh tế trong những ngày còn lại. Đây là một quyết định duy ý chí và bất khả thi, nhưng cũng là chút thành tích cuối cùng của cựu của Tổng Cục trưởng Tổng Cục tình báo Phạm Minh Chính quyết tâm giành được. Tác giả đề nghị đến việc Thủ tướng Chính chủ trì cuộc họp với 38 ngân hàng thương mại để thúc ép việc bơm tiền vào nền kinh tế vào sáng ngày 7 tháng 12. Mục đích cuối cùng là bản tổng kết năm 2023 phải sáng sủa, đáp ứng các chỉ tiêu quốc hội giao nhằm tạo lá bùa, che chắn những, những cú đánh hiểm của đối phương nhằm vào sự điều hành yếu kém của chính phủ trong suốt thời gian qua. Bài trên blog của Lê Quốc Quân Tác giả đánh giá đây là sự can thiệp thô bạo và bất thường của Đảng và Chính phủ và hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tuyên bố thiếu cơ sở khoa học của một viên tướng công an trước hàng chục chuyên gia kinh tế lão luyện đến từ các ngân hàng nhưng tất cả chỉ biết ngồi nghe. Tác giả dẫn nhận định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng do sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đã trở nên yếu hơn, doanh nghiệp sản xuất khó khăn, tiêu thụ sản phẩm kém dẫn đến nhu cầu vay vốn giảm sút. Các doanh nghiệp nhỏ và tài chính suy yếu không có phương án kinh doanh khả thi, nhu cầu tín dụng ngành bất động sản sụt giảm mạnh. Chính phủ biết điều đó, nhưng Thủ tướng vẫn coi đây là một nhiệm vụ chính trị phải thực hiện. Tác giả cũng cho rằng việc đẩy tiền ra lưu thông có thể phục vụ tăng trưởng nhất thời, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra lạm phát, phá vỡ ổn định tỷ giá và làm đảo lộn kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ gây nguy hại cho toàn bộ nền kinh tế về sau và người tiêu dùng là đối tượng bị bóc lột nhiều nhất. Nhưng đây là quyết định của Đảng và chính phủ có phốt đang khao khát một thành tích nhỏ nhoi cho nên ai đứng ra cản đường sẽ bị trả giá không thường tiếc. Nghịch lý thừa tiền thiếu vốn Tác giả nhận xét tiếp, thực tế nghịch lý thừa tiền thiếu vốn xuất phát từ yếu kém nội tạng của nền kinh tế tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đã phải thu hẹp sản xuất, sa thải rất nhiều công nhân và nếu bây giờ có vốn thì cũng không biết để làm gì. Bởi vì tỷ lệ lạm phát, chi phí đầu vào cao, giá nguyên vật liệu đều tăng, đặc biệt là giá điện tăng, khiến cho hàng hóa trở nên khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đơn giản, đơn hàng giảm rất mạnh. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam thì lại dựa quá sâu vào bất động sản, thì một khi thị trường bất động sản bị tê liệt, nền kinh tế sẽ trở nên bế tắc. Tác giả bình luận để đưa vốn vào nền kinh tế thì chỉ có hai con đường là giải ngân cho các dự án đầu tư công và qua các ngân hàng thương mại. Hiện nay chuyện trao thầu và giải ngân vốn đầu tư công đang có vấn đề rất lớn vì chiếc lò đốt củi và cỗ máy bị khô dầu. Giải ngân vốn đầu tư công gắn liền với phần trăm hoa hồng và lại quả mà giờ đây tai mắt thì đầy rẫy xung quanh khiến cho cán bộ công chức ngại triển khai công việc. Chính vì vậy vào tháng cuối năm này lại có dịp để các doanh nghiệp thi công vội vàng, làm gấp gáp kiểu no dồn đối góp, thường dẫn đến chất lượng rất kém. Điều sau này thường đổ lỗi cho việc bị ép tiến độ. Các ngân hàng điều chỉnh rôm tiến dụng để đẩy tiền vào nền kinh tế. Tác giả nhận định suốt cả năm nay các ngân hàng đỏ mắt tìm khách hàng mà vẫn không thấy. Nhưng Thủ tướng chỉ đạo phải đảm bảo cung cấp đủ vốn phục vụ nền kinh tế và tuyệt đối không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ điều này buộc các ngân hàng phải vội vàng linh hoạt để nghĩ chiêu lắt léo nhắm bơm tiền ra lưu thông bất chấp hậu quả sau này. tác giả phân tích tiền được bơm ra và kiểu gì cũng lòng vòng một cách đầy ảo diệu trước khi chạy vào thị trường chứng khoán và bất động sản. đây là hai kênh luôn khát vốn nhưng không tạo ra lao động vật chất và sản phẩm hữu hình mà chủ yếu phục vụ việc đầu cơ. cuối cùng khi hết chu kỳ tiến dụng sẽ lại xảy ra lạm phát và nợ xấu tràn lan tác giả cảm thán rằng đã một thời người Việt Nam kỳ vọng về một chính phủ kỹ trị với những gương mặt có học vấn và trình độ chuyên môn cao. Nhưng giờ đây lại là hình ảnh một chính phủ tràn ngập những gương mặt tướng ngầm tướng nổi. Từ công an, nội chính hay hoạt động đoàn đang lên, họ đang chạy đôn chạy đáo để bơm những liều thuốc bổ vào cơ thể kinh tế lờ đờ nhiễm bệnh. Thay vì tổ chức những cuộc hội chuẩn, chuyên môn rồi tiến hành phẫu thuật và thay đổi động cơ. Đó là điều rất không lành cho người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin hệ lụy của việc bơm nóng triệu tỷ và nền kinh tế thời điểm cuối năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này của kênh Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.